cái gạo nha, cái gạo để mà họ nấu cơm cút cút đi. Người đang hồi nha, đây, cơm cút cút rồi. Nó có gà, cà rốt, khoai tây, đậu, lại mướp tây. Chọn trên là kẹo, kẹo nó kẹo của người đồ hồi nha. Rồi thì bột nổi, sao sẽ là bột nổi nè. Thì trà, ôi trà của Tàu, trà xanh của Tàu nha. Nó muốn ăn của người đồ hồi. Rồi này đậu phộng, hạnh gì hạnh hoặc hạnh vẽ cười, một cái sốt đậu hồi nha. Mấy này không phải không phải mượn phải người mình, không biết này của Thổ Nhĩ Kỳ, sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ nha, sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ nha. Này cá ngừ, cá ngừ sở động chinh chinh hũ 520 gram, cà chua, cà chua con này thì cái bánh để làm samosa, vỏ bánh samosa là cái này nữa nha, để cho chín giữa nè, và cái vỏ bánh ngò. Còn này bột mì, bột mì nữa nha, rồi bột mì của mấy người đầu hồi đây, cho phép mày bán tô tô để nấu mấy món gì, 12 đồng 9 hay là 45. Đây để bột của họ đây nha, bột mì. Mì chanh, chanh ngâm nha, 2 đồng 20 hũ. Mì ô liu, ô liu xanh. Mì chế gì nha? À, ô liu tím, ô liu màu tím nha. Mì chào hũ nha, hồ này là bó tay không biết mấy này à. Salad, salad của mình nó có như kỳ luôn. Đây bột mì, cái sốt nữa nhỉ, sốt của Maroc barbecue, loại sốt của họ. Thì bánh, à bánh tráng là để cuốn bánh bị cái bát mì Thổ Nhĩ Kỳ ấy nha. Bánh mình mới mềm, một cái đen, mì tảo ít, mì bột, bột nghệ hay gì, mì mè, đồng 70 mấy, đồng 8 hay đồng 75, mì gạo nó cút cút, gạo nó cơm họ, còn này dầu ăn. Dầu ăn dầu ô liu chứ, dầu ô liu. Sản phẩm của Maroc này nè. Có chân dầu ô liu. Kiểu siro, siro. Còn là bột nổi, nổi làm bánh nè. Này gì vậy, sao mấy này nó gì không biết,
Nước gì mà có hương cam, hoa cam như hoa hồng. Đây, cái hạt này. Đồ của người đậu hồi đó nha. Cái này là hạnh nhân đó nha. Đây, hạnh nhân họ lột vỏ sẵn rồi nè. 4 đồng 99. 4 đồng 99 túi 800 gram. Còn này là ốc chó. Ốc chó nửa ký 3 đồng 69. Cái này à, bột hạnh nhân nha. Mình trộn cho bánh bông lan á. Làm đặc biệt làm cho bánh kem bông lan. Này hạnh nhân là bánh quy. Ở trên chanh ngâm nữa nha. Bánh là bánh gì? Cái bánh dẻo. Cái bánh dẻo của mình 3 màu. Còn trang trí ở trên cũng của mấy người Hồi giáo. Giống như kẹo dẻo của mình. Nhiều hộp 3 đồng 95. Bánh, bánh này của mấy người đạo hồi đó nha. Đây cũng vậy đi, hạnh nhân. Cái bánh này có lớp bột ở trên. Bánh này 4 loại. Bánh ngọt. Bánh gạo quá ha. Chà là. Chà là. Chà là thì quá trời luôn. Cái này đồng 29. Đồng 29 rồi. Còn này thì không đồng 89. Chà là. Quá trời hàng chà là quá tay. Đây chà là con này con còn chùm luôn nha. 4 đồng 99. Của nước nào không biết luôn. Không biết có nước nào luôn. Ôi chà là trái bưởi chẽn. Trái bưởi chẽn nhiều. Không chơi vé. Trái bưởi ghê. Quá trời bưởi luôn. Này chà là trầm 2 đồng 49. Nửa ký. Trong cái hộp mũi đẹp này. Thì nhớ với giới Tết gì 3 đồng 99. Giới Tết gì đây nhỉ. Vừa hộp bánh mứt bán. Này sung. Sung khô nha. Cái sung nhỏ. Cái nhỏ chứ sung mini. Khô. Này nửa ký. Nhiều tiền 2 đồng 99. Nho. Là vàng. Nho vàng còn nhiều là nho đen. Nho đen trời đó nhỏ có nho để ăn mừng hết lớn. Này của Thổ Nhĩ Kỳ. Còn này chim mơ. Chim mơ cũng nhỉ, chim mơ khô. Này không có hộp, lấy hộp rồi. Còn này hạnh nhân nha. Vô túi bán 6 đồng mấy 2 bịch. Bịch 200 gram. Này hạt gì? Này hạt gì không biết ơi, hạt phỉ. Đây hạt phỉ nữa nha. Một tiếng Việt rồi không biết kêu bằng cái gì. Còn này cái
Cái gì không biết tên tên tiếng Việt mà ăn ngon lắm nha. Mường Tuấn nè, mình thấy Tuấn nước giá 5 đồng 29 này mắc mới nha, mà ăn ngon. Còn này là sung nữa nha, cái sung khô này, cái sung khô này 3 đồng, à 2 đồng 99, 3 đồng 99, 3 đồng 99 nha. Cái sung khô 2025 mới hết hạn. Sung khô còn này ô liu ngâm, ô liu ngâm nha, 3 đồng hộp. Hôm nay có ô liu, có trái gì, có ô liu, có nhít tiêu, cà rốt, rồi ớt chuông. Còn này khác này của Mexico, 3 đồng luôn. Đây, hai cái khác nhau nha. Bên đây cũng vậy đây. Mẹ ô liu trái tầy khoái ăn mấy này. Còn này thì Nhà Hương Dương nữa nha, nửa ký 2 đồng 49, 2 đồng 49 túi nửa ký, cái chậu xăng họ làm nửa ký. Con này đậu phộng không, đậu phộng rang không có muối, đậu phộng rang đó nha. Mình nhiều túi ký 4 đồng 79, 4 đồng 79 túi nha. Kilo quá trời bán đồ của mấy người ấy, mấy người đạo hội này. Dừa đó nha, dừa khô nửa ký 5.59. Còn này hạnh nhân, ấp chó đi lạng vòng quay cái nhà xem đó nha, xem coi tới lễ hội Ramadan rồi họ bán cái gì cho người đạo hội đó nha. Tạm biệt cả nhà nha, video tiếp theo nha, bye bye.